quý vị đang tìm nhà ở khu vực quanh Hồ Văn Quán, quý vị đang tìm nhà ở khu vực gần đường Nguyễn Khuyến, Hà Đông thì đừng bỏ lỡ cái video này nhá. Trong video này Ngọc Anh sẽ giới thiệu tới quý vị một cái căn nhà nó cách với trục đường chính Nguyễn Khuyến Văn Quán Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 30 mét thôi. Với cái căn nhà này thì ô tô có thể đỗ tận cửa mọi người ạ, lùi vào tận cửa. Và với cái thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m62, mặt hậu 3m62, chiều dài 9m1. Căn nhà này đã được hoàn thiện xong, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Nếu như mà để cách với trục đường ô tô đi thì nó chỉ cách có 1, 2 và 3 nhà là ra tới đường ô tô rồi. Căn nhà này xây dựng là 5 tầng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá căn nhà. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà, thiết kế hai lớp cửa, cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và cửa bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phần để khu vực để xe máy mọi người nha. Đây ạ. Đây, chủ nhà lắp luôn cho mình một cái kệ để ở đây là kệ để giày dép luôn này mọi người này, rất là hợp lý. Anh chủ nhà này thiết kế rất là hợp lý cũng như là chỉnh chu từng những cái chi tiết nhỏ trong ngôi nhà. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Hệ thống trần phào thạch cao đây này. Đèn led chiếu sáng tiết kiệm đều được lắp đặt đầy đủ với cái tông màu nhìn nó rất là sang. Tông màu xanh xanh nhưng mà lại xanh xám mọi người ạ. Đây này. Vách PVC giả ốp nhựa giả đá đây. Độ bền của nó cũng từ tầm được 5 đến 7 năm. Từ vị trí căn nhà này mà ra hồ tới Hồ Văn Quán thì nó chỉ khoảng tầm 300 mét thôi. Giao thông đi lại thì mọi người biết rồi, nếu tính ở vị trí từ cái Hồ Văn Quán mà đi lên tới trung tâm Hà Nội thì nó rất là gần, nó chỉ khoảng tầm 7 đến 8 km thôi. Quý vị nào đang đi làm ở cái khu vực quận Hà Đông thì căn nhà này nó gần như là trung tâm của quận rồi. Diện tích trên sổ đỏ thực tế là 32,9m2 và Ngọc Anh đã đọc đúng cái những cái thông số trên sổ đỏ ở ngay đầu video rồi mọi người ạ. Đi lại giao thông rất thuận tiện, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà ngay. Với căn nhà này hiện tại thì chủ nhà đang chào bán giá 6 tỷ 600 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đấy, thiết kế hợp lý, mặt tiền cũng khá là rộng. Tiếp theo, đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà. Wow, mọi người có thể nhìn thấy không? Nhỏ nhắn, xinh xắn, ấm cúng, tuy nhiên thì nó không kém phần sang trọng. Đấy, chỗ cái để hút mùi, mặt bếp thì ốp đá, kim sa màu đen. Và xung quanh bếp thì là ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm, chậu rửa, vòi rửa inox 304, sang xịn mịn luôn. Hàng cao cấp nhập khẩu, đây. Phụ kiện bếp đây mọi người có thể nhìn thấy không? Nhỏ nhắn, xinh xắn với cái không gian bếp này. Chắc chắn là vợ chồng nào nhìn vào cái không gian bếp này cũng rất là thích, bởi vì cái tông màu của nó rất là tươi trẻ, tuy nhiên nó không kém phần sang trọng như Ngọc Ánh chia sẻ rồi. Cái màu xanh này mọi người có thể nhìn thấy không? Trên video của Ngọc Ánh rất là ít những cái màu này, đa phần là màu gỗ hoặc là màu vàng. Đây là cái phần để tủ lạnh mọi người ạ. Nói chung với cái thông số nhà nó không phải quá rộng thì mọi người cũng không thể mong mỏi nào là phòng bếp riêng biệt hẳn một khu, phòng khách riêng biệt hẳn một khu. Với căn nhà này thì chỉ thiết kế tối ưu công năng sử dụng thôi, nó không hoàn hảo mọi người ạ, nó không phải hoàn hảo xuất sắc. Đó, ngoài ra phần tầng 1 thì còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cổ trụ tay vịn cầu thang quý vị nhìn thực tế này. Wow, đấy. Toàn bộ chất liệu đều là làm gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang. Đây, ốp đá đen mọi người ạ. Ốp đá đen nhưng mà nó loang cái phần vân đá nhìn nó rất là tự nhiên, nhìn nó rất là sang. Ở cái phần phòng bếp đây còn có một cái ô cửa sổ. Đây, mở được ra phần bên ngoài mọi người ạ. Rất là thoáng, đi lại thuận tiện. Nói chung với căn nhà này nó cách với trục đường chính Nguyễn Khuyến thực tế luôn, nó chỉ có tầm 30 mét thôi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Ngọc Ánh đã review cụ thể đường hướng giá vị trí của cái căn nhà này. Sau đây xin mời mọi người theo em lên trên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nha. Với tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây bước chân lên trên phía tầng 2, toàn bộ từ phía phần hành lang vào phía phần phòng ngủ là được thiết kế toàn bộ sàn gỗ. Tiếp theo, wow mọi người ơi, không gian cái căn phòng này mọi người có thấy không? Như khách sạn luôn. Bởi vì sao ạ? Ở phòng ngủ mà ở đây phòng vệ sinh mọi người có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh. Có một cái ô cửa phòng vệ sinh đây. Nói ạ, đấy, không khác gì một cái phòng ở trong khách sạn. Rất là đẹp, từ cái đồ nội thất, thiết kế, trang trí, bài trí trong cái căn phòng này rất ư là hợp lý. Giường này, tủ quần áo này, kệ trang điểm này, bàn phấn này, kệ tivi đây. Quý vị nha, đó, rất là đẹp.
thiết kế nội thất riêng cho cái căn không gian phòng này. Rất là chỉnh chu, tủ quần áo đây, quý vị có thể nhìn thực tế nhá. Như thực tế căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở ngay thôi. Diện tích là 33m2. Hướng nhà Đông Bắc, vị trí thuộc đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông. Đây, với chiếc giường 1m8, 2m đấy mọi người này. Đây, thiết kế đầy đủ hết cho mình rồi. Chỉ việc xách vali về và ở ngay. Hệ thống sàn gỗ rất là sang. Ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Với cái căn phòng này thì chủ nhà cũng lắp luôn cho mình một cái điều hòa. Đây là kệ để đồ này, sách vở, nói chung là cả bàn làm việc mọi người nha. Đó, thiết kế rất là hài hòa. Và cái tông màu này thì về cá nhân của mình nhận định cái màu này, tông màu này nó là cái trend của năm nay ấy mọi người, cái màu xanh như này này. Về cái đồ nội thất thì cái màu này đúng như của năm 2022, nó là bắt trend mới nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất. Mọi người ơi, Cầu Ánh sẽ dẫn mọi người vào cái không gian phòng vệ sinh nhá. Đây mọi người nhìn thấy không? Đây, có một chút gì đó riêng tư nhưng mà cũng rất là kỳ bí nha mọi người. Đây, thông phòng ngủ mà có hẳn một cái gương nhìn thẳng ra được cái bên này. Thực ra ấy, nói vui thế thôi nhưng ở đây mọi người có thể lắp cho ngoài một cái rèm là quá là hợp lý rồi. Đây, cabin tắm, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo bàn đá, rất là sang xịn mịn nha. Toàn bộ đồ nội thất như cái thiết bị vệ sinh của cái căn nhà này đều sử dụng là chất liệu cao cấp. Nó khác hẳn với những cái nhà mà Ngọc Ánh đang quay gửi tới quý vị. Ở những cái khung, cái phân khúc mà tầm 1 tỷ, 8, 2 tỷ thì không thể có những cái bồn cầu cũng như là cái lavabo như thế này được. Bởi vì nó tạo lên cái giá thành nó mắc hơn. Gương tắm đấy mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn nhá. Đó, sang xịn mịn không? Hợp lý đúng không ạ? Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ. Và sau đây, ngoài xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nhá. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 quý vị ạ. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Với tầng 3 này thì chủ nhà chỉ thiết kế ở đây là một cái tủ quần áo thôi. Đó. Đây, mọi người có thể nhìn này. Cái không gian phòng nhìn nó vẫn còn rất là nhiều chỗ, rất là rộng. Với cái tầng 2 kê nội thất rồi mọi người có thể nhìn thực tế đấy. Kê xong mà nhìn vào cái không gian phòng nó vẫn cứ rất chi là thoáng. Tất cả các cửa đều có ban công thật mở ra được mọi người nha. Trên tầng 3 này cũng được lắp điều hòa đầy đủ. Vì sao mà chủ nhà lại không thiết kế toàn bộ 3 phòng ngủ đều thiết kế nội thất như tầng 2? Thực ra chủ nhà chỉ để một phòng để làm mẫu cho quý vị. Nếu như quý vị thích tầng 3, tầng 4 đều làm như thế thì cái phần đấy có thể thương lượng trực tiếp với chủ nhà nha mọi người. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đáp ứng đầy đủ bình nóng lạnh, sen cây tắm, cabin tắm, bồn cầu liền khối và lavabo bàn đá. Đó. Tiếp theo, Ngọc Ánh xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 và như tầng 3. Như vậy, căn nhà này diện tích 33m2, thiết kế xây dựng 5 tầng, 3 phòng ngủ riêng biệt, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. 3 phần phòng ngủ này đều thiết kế theo kiểu master, đó là để phòng vệ sinh ở phía bên trong. Tuy nhiên, để phía phòng vệ sinh ở bên trong nó cũng rất là thuận tiện mọi người ạ. Đồng thời thì cái hệ thống quạt hút mùi cũng như các thứ đều thiết kế đầy đủ rồi, cho nên quý vị không lo là để phòng vệ sinh ở bên trong thì nó bí hay là nó mùi đâu. Phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Với cái căn nhà này quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản. Ngõ nông, đi lại giao thông thuận tiện, đi có mấy bước chân là ra tới trục đường Nguyễn Khuyến mà mọi người biết rồi. Cái trục đường Nguyễn Khuyến mà đi lên Văn Quán thì nó là trục đường chính, vô cùng sầm uất luôn. Phần còn lại, tầng cuối cùng của ngôi nhà, mọi người đừng rời mắt khỏi video nha. Phần tầng 5 của ngôi nhà thì vừa bước chân lên trên phía cầu thang này, ở đây có một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Ở phía tầng 5 này thì còn một chút chút về cái phần lát nền nữa là xong mọi người ạ. Đây là cái khu vực để máy giặt nhá. Và đây là phần sân phơi.
Còn một chút chút về cái phần lát nền nữa thì là được hoàn thiện xong hết. Với những cái căn nhà như thế này, Ngọc Ánh thật sự muốn quay luôn và gửi tới quý khách hàng bởi vì nó quá là đẹp. Ngọc Ánh xin nhắc lại, vị trí cái căn nhà này thuộc đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 6 tỷ 600 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ gọi điện với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0983 013403 hoặc 0888 041444. Mọi người đừng quên nhấn vào like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.